Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta sẽ đến với Mimi Free Fire số tiếp theo. Ok, chương trình ngày hôm nay sẽ là số thứ 2 của Mimi Free Fire. Trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay, thì mọi người hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng ta lên đường. Chúng ta sẽ đến với Mimi Free Fire đầu tiên. Yo, đậu má ai húp thì húp tôi nhường. Nếu ngực em như quả cam thì anh có nguyện làm Trần Quốc Toản để bóp con mẹ nát quả cam không ạ? Ui, làm nào. Ui, đây rồi. Ôi rồi ôi, nói được quá nhở. Bảo gì nhận xét cái mà sáng sớm bổ mắt mọi người ạ. Chưa ạ? Đây, lửa miễn phí ngoài đời, chúng ta sẽ cùng xem nha mọi người. Vãi người trưởng. Được, thật sự. Ui, mẹ mày thằng nào làm ra cái này hay quá. Thật sự, kinh ngạc. Ui. Chó biết bay chúng mày ạ, Loric lửa chùa. Cái ảnh này, mẹ thằng nào làm ra chất lượng chán mai trưởng ạ. Tôi Việt sắp lại cho anh em nhá. Free Fire là game sinh tồn số 1 thế giới. Mẹ, hài thế. Mẹ như chú hề. Cảnh tượng hai anh em một nhà đang chụp chung với nhau. Cái what the fuck man. Tôi là một người chơi game Free Fire, tôi cảm thấy tôi trầm cảm vì điều này. Oh my god. Tôi thấy cái này nó đủ đậm rồi đấy. Mẹ, nó có cạnh chó. Chó hửi cái bíp gì thế này. Tôi đóng tiền mạng để xem những cái này hả? Bịt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Mimi tiếp theo của chúng ta đây rồi. Hồi được tí máu Disney bắn nhau thôi bằng bằng chiếu. Và ăn nấm trong Free Fire mọi người. Tác hại của lửa chùa đấy. Mấy ông trong group này mặn ghê á. Tôi xem nó cười vỡ bụng này. Khi bạn như mới đi so sánh với một huyền thoại. Con chó coi nhà. Mẹ nhá, chừng chó nào, mẹ mày. Chúng mày không biết bố mày là game thủ chơi Free Fire, mẹ mày. Mày có tin tao nhà Mai Phoenix vỡ con mẹ mặt thằng Tài Dũng không hả? Nhưng mà thôi tôi xoát điện thoại lắm. Có gì? Cái này iPhone X chụp ảnh đẹp mà. Úi dồi ôi, đẹp trai đúng không? Và chúng ta đến với mi tiếp theo tội đáng suy ngẫm. Yes. Photoshop ở những năm 1999. Wow. Thật ra Photoshop ở cái này trông nó dở vãi nhưng mà cũng được, chúng ta soi bước bên cạnh. Super Meat Free Fire xong rồi hiệu ứng bùm chiếu các kiểu. Đó là dấu hiệu của trẻ trâu ấy. Và hãy cho tôi ánh sáng của đảng được không ạ? Rửa sạch mắt bằng ánh sáng của đảng. Tôi phải phì cười xem Mimi này. Yeah. Bắt hai nè mọi người, không hiểu tụi nó nghĩ cái gì trong đầu. Chúng ta sẽ cùng xem nhá mọi người nhá. Xem, có thể xem mấy ông Indo xem hài. Vãi, cái này anh ra ấy. Còn chân chừng gì nữa nhở? Ui ôi, Hasato, úi dồi ôi. Rất điêu luyện nhá. Cái này tích lệ của anh lúc mà đem bẩn như này, unreal. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Một cái Mimi được chế khá là nhiều. Chúng ta hãy cùng xem nhá.
khi em bị nhiều thằng to lớn bắt nạt, em sẽ làm gì? Tôi, dạ, em sẽ về báo cáo với thầy cô ấy, bố mẹ hoặc là nhờ pháp luật giải quyết ạ. Thế về sơn màu vào toàn thân rồi đánh bỏ mẹ mấy thằng đầu bùi rửa sách là gì đấy? Trông mặt con mèo đáng yêu ấy. Thanh niên Piu Piu, dấu hiệu của chơi game ra. Yo, chúng ta cùng xem nhá. Nắng hương em đi rồi, em để lại đất đâu muôn phần đã lỡ buông nhau. Nắng hương em đi rồi, em để lại đất đâu muôn phần. Khoan đã. Dấu hiệu ngáo cân. Úi trời ơi. Nhưng mà lại ông nào ghép nhạc ghép chuẩn đấy. Hai thanh niên nghiện game cầm súng bắn người nhà vì tưởng họ là địch. Tôi nhìn thấy chiếc áo Free Fire mà đéo hiểu sao nhỉ? Đi mẹ, có nhất thiết là phải mặc áo Free Fire không vậy? Mới trông kiểu râu ria bặm trợn. Thằng này cú tay à? Ok. Tác hại của game Free Fire là gì? Cậu bé 11 tuổi viết thư từ biệt, bỏ nhà lập nghiệp với 90k đã quay trở về nhà sau 2 ngày tiêu hết tiền chơi net. Vâng, con sẽ đi tìm nhà nào cần giúp đỡ thì con sẽ đến đó để làm việc. Nên là bố đừng có đi tìm con nữa, sẽ không tìm con đâu. Ký tên Nhật. Đúng là dân chơi của khác. Trẻ trâu, chưa trải sự đời. Yeah, đến với Mimi tiếp theo sẽ khá là mặn đời. Hack Dam Free Fire nhưng bắn thua đứa sơn súng. Giống kiểu ấy là làm nào nhỉ? Khi bạn hack nhưng vẫn thua một đứa có nhiều tiền. Đơn giản đấy mà. Nhiều tiền làm gì chả được nhở? Trẻ em ngày xưa, chúng con là học sinh gương mẫu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trẻ em bây giờ, mình phải lấy tiền mua skin súng để nạp game Free Fire lấy top 1. Ôi trời ơi, chán đời thật sự ạ. Thật sự cả khi ạ, không hề nhẹ. Ôi ôi, chúng ta cùng xem nha. Mong ai đê duyệt và xin nói đây là ảnh mãng hả? Vì các chủ Free Fire của chúng ta. Tôi xem mới chỉ thấy buồn cười đấy. Ok, video này ngày hôm nay cũng đã khá dài. Nếu như các bạn muốn mình làm tiếp tục với những cái Mimi Free Fire, đừng quên đó là hãy comment ngay bên dưới phần bình luận nha, thể hiện sự yêu thích của các bạn. Còn giờ thì bye bye và chơi nghe buổi chiều vui vẻ. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.